Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến video cuối cùng của mình trong năm 2021. Và cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến đó là những chai nước hoa có cái độ sea large tốt theo cái quan điểm cá nhân của mình. Vậy sea large là gì? Nói một cách dễ hiểu, đó là những chai nước hoa có cái độ lưu hương lại trong không gian khi mà chúng ta vừa đi qua đi lại. Ví dụ bây giờ mình đang ở đây, mình đi ra đây thì những chai nước hoa tốt nó sẽ lưu lại cái mùi hương trong cái khoảng không mình vừa đứng đó, và khi mà mọi người đi qua chỗ khoảng không đó, mọi người sẽ cảm nhận thấy những cái chai mùi hương của mình nó vẫn còn rõ rệt và nó vẫn còn rất là thơm. Thông thường thì người ta sử dụng hai chất, đó là Hedion và Isoe Super để mà làm tăng cái tính sirach của mùi hương. Và ngày hôm nay trong video này thì mình sẽ giới thiệu đến anh em 10 chai hoa mà có cái độ sirach rất là tốt theo quan điểm cá nhân của mình. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây, đó là một sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier và nó có tên là Entremé. Ông hoàng của đi bar, đi bẩm, đi bar, đi chơi, đủ kiểu đó. Và chai nước hoa này nó rất mạnh ở cái độ bám mùi và lưu hương mùi rất là khủng khiếp. Nếu như các anh em nào đã từng xài qua chai nước hoa này thì mình chắc chắn rằng ai cũng sẽ phải ngưỡng mộ về cái độ bám tỏa mùi của chai nước hoa này. Do đó, nếu như các anh em nào mà muốn không tốn quá nhiều chi phí và cần một cái mùi hương thực sự là khủng long bạo chúa thì Entremé là cái mùi hương như thế. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các anh em. Chai nước hoa thứ hai là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani và nó có tên là Acqua di Gio Profumo. Trái ngược với phiên bản đời đầu là Acqua di Gio. Và chai nước hoa này nó có tăng lên đáng kể về hiệu năng mùi, về sự bám mùi, tỏa mùi đều rất là tốt. Mình rất đánh giá rất là cao chai nước hoa này. Nếu ví dụ như các anh em sử dụng vào mùa thu ấy, hoặc là những ngày hè mà thời tiết nó mát ấy, thì chai nước hoa này mình nghĩ rằng chỉ cần 2-3 shot là đủ, không cần quá nhiều, bởi vì như mình đã nói hiệu năng mùi của chai nước hoa này rất là tốt. Do vậy ở vị trí số 9 là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani. Ở vị trí số 8 đó là một sản phẩm của nhà Mancera và nó có tên là Cetra Boys. Không còn nghi ngờ gì về hiệu năng mùi của chai nước hoa này. Gần như tất cả những cái sản phẩm của nhà Mancera đều được đánh giá rất là cao về hiệu năng mùi, và Cetra Boys không phải là ngoại lệ. Như hôm vừa rồi mình nói chuyện với một người em của mình và có tâm sự rằng em chỉ một shot xịt tầm khoảng 30 phân cách ra, và xịt từ lúc trưa cho đến lúc mình ngồi với cô em mình là khoảng 9 giờ tối. Nhưng mà ngay lập tức mình vẫn cảm nhận thấy rất là rõ cái mùi hương của Cetra Boys. Thì đấy là một cái thông tin mình muốn chia sẻ để các anh em tham khảo. Nói chung là các anh em nào mà kinh tế không phải là quá dư dả và chúng ta cần một cái mùi hương nó như những cú đấm này thì Cetra Boys là một dạng kiểu như thế. Nữa là một sản phẩm của nhà Le Labo và nó có tên là Santer Baba. Mình nghĩ rằng với chai nước hoa này thì 2 shot là đủ, không cần quá nhiều. Một cái mùi hương đậm chất gỗ rất là dữ dội. Chai nước hoa này mình nghĩ rằng không nên xịt quá nhiều, sẽ bị gây phản tác dụng. Rất là tốt, một cái mùi hương giống như mọi người vẫn nói, đó là giống như một mùi xưởng gỗ. Do đó nếu như các anh em nào ưa thích mùi gỗ và hiệu năng mùi cũng rất là tốt thì Le Labo Santer Baba là cái sản phẩm mình muốn gợi ý lên cho các anh em. Tiếp nữa đó là Dior Sauvage EDT. Chai nước hoa này luôn được đánh giá rất cao về hiệu năng mùi. Cái đấy là mình gần như là mình thấy 10 trên 10 anh em đều có lời khen ngợi về hiệu năng mùi. Do vậy mà cộng thêm với cái bản chất mùi nó khá là sexy, nó rất là nam tính thì cũng rất là sự lựa chọn, cũng rất là tốt cho các anh em nào mới bắt đầu sử dụng nước hoa và chúng ta muốn một cái mùi hương có độ bám tỏa tốt. Tiếp nữa, một sản phẩm của nhà Parfum de Mali, Leighton Exclusive. Thực tế mà nói, trên da của mình khi mình sử dụng phiên bản đời đầu cũ của nó là Leighton thì mình thấy rằng mùi hương của nó không phải là độ bám tỏa mùi chỉ ở mức gọi là trung bình khá. Thế nhưng phiên bản tiếp theo này, Exclusive này, thì nó là một cái sự trải nghiệm khác hẳn. Mà nếu như các anh em nào còn đang thắc mắc là phiên bản Exclusive này nó có khác biệt gì về mùi hương hay không, thì trên cá nhân mình cảm nhận thì mình thấy rằng là nó
nó cho thêm một chút gỗ, giống như kiểu một mùi một tí một chút nhang, làm cho cái mùi hương nó dày hơn, nó có vẻ gì đó nó đậm hơn so với phiên bản đời đầu. Còn về cơ bản tông mùi thì vẫn giống nhau, thế nhưng ở Exclusive này thì nó đậm hơn và nó dày hơn. Thế nhưng cái mình muốn nói đến đây đó là cái hiệu năng mùi thì mình nghĩ rằng là nó sẽ tốt hơn với phiên bản đời đầu. Sản phẩm của nhập Perfume The Molly. Ok. Tiếp theo nữa đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Maison Francis Cartier Chanoa đầu tiên, đó là Grand Soir. Đây là cái mùi thuần amber, không phải là quá gắt, thế nhưng cái độ sillage của nó thì mình đánh giá rất là cao. Nếu như các anh em nào muốn biết mùi amber nó là như thế nào thì Grand Soir là một trong những chai nước hoa mình rất là muốn các anh em nên thử mùi đó. Và chai nữa đó là tất nhiên rồi, Park Ranch 540. Đó, ok. Chai nước hoa này luôn luôn có một cái sự tranh luận rất là dữ dội, bởi vì là sau khoảng một tiếng thì gần như là ai cũng kêu là sao mình không ngửi thấy mùi gì. Thế nhưng mà thực tế thì đây là chai nước hoa thực sự là khủng khiếp về độ hiệu năng mùi. Do vậy, cái giá tiền mà chúng ta bỏ ra để sử dụng 70ml này mình nghĩ rằng có khi lại còn là rẻ hơn so với nhiều chai nước hoa khác. Ở vị trí số 7 là một sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo mà nó có tên là Uomo. Với một mùi hương giống với chiếc bánh tiramisu, nếu như kênh em xịt 3-4 shot gì đấy, chúng ta sẽ giống như một chiếc bánh di động khắp cả ngày luôn. Mình nghĩ rằng là như thế bởi vì chai nước hoa này có một cái hiệu năng mùi rất là khủng khiếp. Và cộng thêm là ví dụ khi chúng ta di chuyển này thì cái độ lưu mùi lại trong không gian của nó, mình đối với như mình ấy, mình xịt ra mình đánh giá nó rất là ok. Do vậy nếu như kênh em nào ưa thích cái kiểu nó phải ngọt, cũng thể giống như mình muốn thành giống như kiểu ngọt ngào, ngọt đậm đà, thì Salvatore Ferragamo Uomo là dạng kiểu như thế. Ở vị trí số 9, vị trí số 2, Versace Eros. Chai nước hoa này không có gì để nói về hiệu năng mùi. Mình nghĩ rằng rất nhiều các anh em đều ngưỡng mộ về cái khả năng tỏa mùi của chai nước hoa này. Luôn luôn là sự lựa chọn rất là hợp với các anh em tuổi teen. Ok, chúng ta trẻ trung và chúng ta năng động thì Versace Eros là mùi hương rất là thích hợp. Cuối cùng, chai nước hoa số 1 mình muốn nói đến ở đây đó là một sản phẩm của nhà Paco Rabanne Pure Essence. Mùi hương chai nước hoa này thực sự thì nó không phải là quá là xuất sắc, thế nhưng cái độ hiệu năng mùi của nó thì rất là ok. Chỉ cần một shot thôi thì phòng của chúng ta lúc nào cũng thơm nức mùi hương của nó cả ngày. Nó thật là mình, đối với mình thì mình cảm thấy như thế. Do vậy mặc dù không sở hữu được một mùi hương quá là nổi bật, thế nhưng nếu như anh em nào yêu thích một cái mùi hương mà bám tốt này và cái độ lưu hương lại trong không gian cũng rất là ok thì Paco Rabanne Pure Excess là cái mùi hương như thế. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu anh em 10 chai nước hoa có cái độ sillage tốt theo quan điểm cá nhân của mình. Trước khi để kết thúc video cuối cùng mình trong năm 2021 thì mình xin chúc toàn thể các anh em một năm mới nhiều niềm vui, thêm nhiều may mắn trong công việc và luôn ủng hộ mình trong sang năm tới đây. Còn bây giờ video của mình đến đây là hết. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy subscribe kênh của mình nếu như mà mọi người ủng hộ. Ok, mình xin cảm ơn. Bye bye.